Xin kính chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại khu vực thuộc xã Sông Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Và vị trí mình đang đứng ở đây là mình đang đứng ở trên cái cây cầu Bình Phú, cây cầu bắc qua đầm Cù Mông. Và đây cũng là cây cầu đầu tiên bắc qua cái đầm Cù Mông thuộc địa phận của hai xã trước đây là xã Xuân Cảnh và xã Xuân Hòa đó. Nhưng mà hiện nay thì nó là một xã, bởi vì Xuân Cảnh, Xuân Hòa đã xác nhập lại rồi. Thì cái khu vực này trước kia là chưa có cầu, nó là một cái bến đò. Nó có cái bến đò, có nghĩa là trước năm 1995 á. Vậy thì từ khi có cây cầu này thì cái sự thay đổi, sự phát triển ở cái khu vực là xã Xuân Cảnh, Xuân Hòa trước đây cũng như hiện nay xã Xuân Cảnh và xã Xuân Hải đã có những thay đổi rất nhiều, rất lớn. Vậy thì trong video này thì mình sẽ review về cái một cái khu vực của xã Xuân Cảnh hiện nay, đó là thôn Hòa Phú. Thì video này mình gửi đến mọi người các bạn cùng mà xem, và đặc biệt là gửi đến anh Xuân Quang đang ở Mỹ, bởi vì đây là cái quê hương của anh Xuân Quang. Rồi giờ mình bắt đầu đây. Trước tiên mình review lại một lần nữa cái khu vực này, khu vực quanh cây cầu đó các bạn. Đó, bên kia đó trước mặt các bạn đây là cái phía cánh nam của cây cầu, nó giáp với đường quốc lộ 1A, chỗ đó gọi là ngã ba đó, ngã ba của Bình Phú. Đó, và dòng dọc ở đây các bạn thấy. Đó, sang cái phía mặt phía trên đi theo con đường quốc lộ 1A dọc theo triền núi cũng như là theo quen sông này á. Đó thì là có rất nhiều cái nhà hàng, cái quán hải sản ở đây, nó hình thành từ rất lâu rồi, xa xưa, nhưng mà hiện nay thì nó khang trang hơn rất nhiều. Và hiện nay đã có nhà nghỉ ở đây, khu vực này luôn các bạn. Đó, còn thấy không? Và bên dưới thì người ta thả những rất nhiều cái bè để người ta nuôi cá nuôi ở đây, và người ta trữ tôm cá đây nữa, người ta bán các bạn. Và đặc biệt hiện nay là đang trong cái thời gian mà chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán đây, cho nên cái việc trữ tôm cá thì nó trở nên là nó gấp rút để chuẩn bị là người ta phục vụ Tết. Đó, thì nhìn sang bên kia là các bạn, bên kia là bên đầu cầu bên kia là phần đông là thuộc cái địa phận của thôn Hòa Phú các bạn. Đó, thôn Hòa Phú. Thì hiện nay bên đó thôn Hòa Phú thì các bạn thấy không? Nó được chia đôi ra bởi cái con đường một đê này. Đó, con đường có cây cầu này nè. Các bạn thấy không? Nó chia đôi ra một bên hướng bắc và bên hướng nam. Đó. Thì hai bên tôi thấy hiện nay thì nó đã thay đổi rất là nhiều. Đó, đặc biệt là cái bên hướng hướng nam á, hướng nam thì giáp với Xuân Hải á, thì đã xây dựng bờ kè, và bờ kè rất rộng và rất là đẹp. Rồi thì bây giờ mình đã bắt đầu mình đi vào cái xóm Hòa Phú, cái thôn Hòa Phú đó, mình review các bạn xem nha. Thì đây là cái con đường quốc lộ 1D đó các bạn. Đó, con đường quốc lộ 1D này nó chia đôi cái thôn Hòa Phú này nè, nó chia đôi thôn Hòa Phú này ra làm hai. Ra làm hai phần, một phần ở phía nam và một phần ở phía bắc như vậy. Mình có thể gọi như vậy. Đó, một đó, thì bây giờ mình đi vào cái xóm ở cái khu vực là phía bắc trước nha bạn. Đó, phía bắc là phía bên này. Đó. Đây là nó ở ngoài mặt đường. Vậy. Rồi giờ mình đi sang cái xóm nó nằm ở khu vực phía bắc đây các bạn. Đó. Đây, phía bắc này gặp ngay là cái cổng. Đó, cái cổng là có ghi là Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hòa. Đó, hiện nay nó là xã Xuân Cảnh rồi các bạn. Đó, thôn Văn Hóa Hòa Phú đây. Đó, thôn Hòa Phú. Rồi mình đi theo cái con đường bê tông nhỏ này. Thì trước đây á, thì cái con đường này á, nó đã có rồi, là cái con đường đất thôi các bạn, con đường đất. Đó. Khoảng từ mười mấy năm trở về trước thì con đường này là con đường đất chứ chưa có bê tông. Đó, khoảng mười mấy năm lại đây thì cái chương trình nông thôn mới bê tông hóa thì được phủ khắp nơi, cho nên là những cái địa phương xóm làng của các cái xã thuộc thị xã Sông Cầu cũng như huyện Sông Cầu á đều có đường bê tông hết cho các bạn. Đó, này các bạn thấy không? Đó. Nhờ từ khi có đường bê tông này rồi có điện. Đó, có điện thì vào khoảng năm 1998 đến năm 2000 thì hầu hết các cái xã ở khu vực Sông Cầu lúc bây giờ, hiện nay là thị xã Sông Cầu là đều có điện các bạn. Đó, thì từ khi có đường có điện thì đời sống thay đổi, và đặc biệt gần đây là thì có internet nữa. Đó, thì cuộc sống, cái đời sống nó thay đổi rất nhiều, đời sống kinh tế vật chất rồi. Bạn thấy không? Nhà cửa. Đây là ở cái xóm ở cái khu vực phía bắc của thôn Hòa Phú các bạn. Đó. Trước kia thì khi mà còn đường đất mình vào đây mình thấy, mình lúc đó mình còn rất là trẻ, mình lên đây mình chơi mình thấy đó, thì xóm làng nó khác hẳn ngày nay các bạn. Nó
cái gì nó rất là xưa, nó chân quê, nó khó tả lắm. Còn hiện nay nó thay đổi các bạn thấy không? Có nhiều cái nhà khang trang to đẹp mọc lên đó. Rồi hàng rào thì người ta làm hàng rào lưới B40, rồi có thể là xây tường đó. Tất nhiên thì nó cũng vẫn còn những cái khu đất rất rộng, những cái vườn đất dạng này các bạn thấy không? Vẫn còn, có những người người ta vẫn trước kia là đất là rộng, hiện nay thì họ vẫn còn giữ, cho nên là cái khu đất nó rất rộng, vẫn chưa có xây dựng, chưa ở thôi các bạn đó. Bên này các bạn thấy không? Nhà cửa, nhà mới rất là nhiều. Và phần nhiều là nhà mới nó mọc lên ở cái thôn Hồ Phú này, cũng như là những cái thôn khác của xã Xuân Hòa, cũng như là xã Xuân Cảnh hiện nay các bạn đó. Đây, cái này nữa. Các bạn thấy không? Khang trang. Thì cái sự phát triển ở cái khu vực xã Xuân Cảnh nói chung đó, thì phải nói là từ khi nghề nuôi trồng thủy sản bắt đầu, mà nghề nuôi trồng thủy sản ở cái khu vực sông Cầu nói chung là vào năm 1989 các bạn, 89 thì 88 tháng 9 thì bắt đầu người ta triển khai cái kế hoạch là nuôi tôm, nuôi tôm gọi là nuôi tôm sú, thành lập những cái hồ tôm, cái đìa tôm ở dọc hai bên cái con đầm Cù Mông. Đó. Thì bắt đầu từ đó thì nhiều người người ta đã đầu tư, người ta nuôi tôm, và cái lợi nhuận thu được từ cái việc nuôi trồng thủy sản, nuôi con cái tôm, con tôm đó vậy, các bạn thấy là nó cái lợi nhuận nó thu lại nó rất là lớn. Nó tạo cho cơ hội cho người ta là thay đổi cuộc sống, làm nhà, rồi mua sắm đủ thứ các bạn đó. Cho nên từ đó thì bây giờ các bạn thấy nó thay đổi, phải nói là nó rất khác xưa các bạn. Nhà cửa mọc lên khang trang to đẹp đúng không? Đây là cái con đường nó đi sát lên cánh đồng. Hiện nay thì Hồ Phú, Thông Phú nó vẫn còn cái cánh đồng nha. Cánh đồng nó là ven ấy luôn, nó ven cái xóm mà anh nhìn ra cái quốc lộ 1D kia. Mình cứ đi cái con đường này, đi hết con đường này xem, thì cứ tiếp cái khu vực này lên trên kia là nó tiếp giáp với thôn một cái thôn của xã Xuân Hải hiện nay các bạn, đó là thôn thôn 8 mà thôn 8. Còn đây cũng vẫn là cái khu vực của thôn Hòa Phú các bạn. Nhìn chung các bạn thấy không? Thấy đời sống kinh tế đây á, nó rất là ấm no, rất là khang trang luôn các bạn. Ít có cái trường hợp mà người ta quá nghèo là ít có trường hợp này đó các bạn. Bởi vì ở đây thì nói chung thì những cái ngành nghề, những cái công việc để làm kiếm tiền kiếm sống nó cũng không có khó, nó dễ các bạn, nó cũng không có khó lắm. Đặc biệt là ở đây thì người ta đi làm biển nè, đánh bắt thủy sản nè, hoặc là nuôi trồng thủy sản đó, và nhiều cái ngành nghề khác trong cái cuộc sống hiện đại nó xuất hiện nảy sinh đó. Vậy vì cái Hòa Phú này thì nó cũng gần với cái khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, nó cũng rất là gần, nó chỉ cách có vài cái số thôi, cho nên cũng một số người trẻ người ta cũng đi vào khu công nghiệp để người ta lao động đó, là người ta làm việc, và nó cũng phải nói nó cũng tương đối nó ổn định các bạn. Rồi mình lên đến tiếp trên này các bạn thấy không? Đó, tiếp trên này không biết đi ra được hay không. Rồi để giờ mình vòng lại nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục từ trong giữa xóm ở cái khu vực cánh bắc của thôn Hòa Phú, mình đi ra cái đường bờ kè các bạn. Đây, vào ra đường bờ kè. Từ khi có đường bờ kè thì nhìn thấy ở khu vực này Hòa Phú cũng như Xuân Hải rất đẹp bạn. Đây, đường bờ kè các bạn đó. Đây là đường đi lên Xuân Hải đây. Xuân Hải trước kia gọi là Tí Phong 7, Tí Phong 8 đâu đó các bạn. Đây, đường bờ kè. Bạn thấy không? Xây dựng rất to đẹp đường bờ kè.
Đây là cái mặt đường bờ kè các bạn, mặt đường bờ kè của cái khu vực phía bắc của cái thôn Hòa Phú. Hiện nay thì dọc đường bờ kè này thì nó rất là giá trị các bạn. Đó, giá trị không những ở nó vẫn đẹp nè, mát mẻ nè, rồi người ta kinh doanh buôn bán ở trên cái con đường này hiện nay rất là nhiều nha. Quán xá, cà phê, rồi những cái cửa hàng cửa hiệu quán xá khác các bạn đó. Đây đường bờ kè các bạn. Đó. Trước đường bờ kè này đó, người ta vẫn tiếp tục duy trì nuôi trồng thủy sản đây các bạn, nuôi tôm đây. Đó, người ta vẫn duy trì những cái hồ tôm này. Đó, mặc dù thời gian gần đây thì nước nguồn nước đầm nó đã bị ô nhiễm thì người ta cũng đã có cái cách xử lý mà người ta chuyển sang nuôi kiểu là công nghiệp hoặc là bán công nghiệp. Đó. Cụ thể là người ta thả bạc cũng vậy, đầu tư người ta thả bạc, mua bạc ta thả vào là người ta bơm nước, đóng giếng người ta bơm nước từ dưới lên để người ta xử lý. Thì người ta đầu tư rất lớn và cũng có nhiều người người ta nuôi bằng cách đó, cách công nghiệp. Người ta cái lợi nhuận thu lại cũng rất là khả quan và phải nói rất rất là chắc các bạn. Đây phía ngoài bờ kè, đường bờ kè. Đường bờ kè phải nói là tuyệt đẹp luôn các bạn. Quá đẹp. Ở đây mà làm một cái nhà vườn hướng ra cái mặt sông này, mặt đầm này phải nói là rất 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 đẹp bạn. Nhưng có lẽ là đất ở đây này nó đắt lắm rồi chứ không phải là còn rẻ như xưa đâu các bạn. Bây giờ có tính mét ngang vậy, mét ngang mỗi mét ngang như vậy rất đắt tiền, tính đôi 300 triệu đó lên các bạn. Đây. Rồi đó là mình đi cái mặt đường bờ kè của cái khu vực phía bắc của thôn Hòa Phú. Rồi giờ mình đi tiếp sang cái khu vực phía nam của thôn Hòa Phú. Sang khu vực phía nam này mình cũng phải đi xuyên qua, đi qua cái con đường này, cái đường quốc lộ 1D thì mình mới xuống được các bạn. Như đầu mình đã nói là cái đường quốc lộ 1D này nó chia đôi cái thôn Hòa Phú ra làm hai phần các bạn. Rất là rõ rệt. Nhưng mà cái khu vực ở phía nam của thôn Hòa Phú á, thì nó lại bị chia cắt một cái con đường nữa, đó là cái con đường đi xuống Hòa An các bạn, con đường đó. Nào giờ mình đi vào cái con đường này, đường này là con đường cũ từ xưa này, đó, của cái xóm Hòa Phú, cái khu cái xóm ở cánh nam này là con đường này các bạn. Con đường này thì nó không có to, đường là bê tông nó cũng nhỏ thôi. Bây hiện nay thì cái khu vực này thì nhà cửa nó phải nó rất là đông, nhà cửa chi chít dày đặc, nó giống như là phố thị rồi các bạn. Cho nên hiện nay Hòa Phú nói chung là ban đêm mà chiều đêm mà Hòa Phú nó rất rất là nhộn nhịp các bạn. Thì có một khu này, khu gần gần ở đây đó, một rất rất là đông nhà cửa các bạn. Mình đi xuống ở này, đi tới này là hầu như là hết cái xóm khu vực này rồi. Ở đây nó có một cái dinh, cái miếu xưa này, hàng năm thì có tổ chức là hát ở đây, gọi là hát lăng, hát miếu ở đây các bạn. Đó là một trong những hoạt động truyền thống, hoạt động văn hóa truyền thống của cái vùng ven biển miền Trung mà. Đây xuống đây thì đất đây rộng, người ta đang nâng đây, trước đây là đây là đồng ruộng các bạn đó, và hiện nay người ta đang xây dựng cái trước kia các bạn thấy không, như là cái chợ các bạn đó, đang xây dựng cái chợ đó. Đó là đang xây dựng cái chợ Hòa Phú, cái chợ Hòa Phú như bạn đó, rất là to đó. Có lẽ là khoảng qua tết này thì sẽ hoàn thành xong cái chợ đó các bạn, bởi vì cái chợ cũ Hòa Phú là cái chợ tự phát, nó nằm ở khu vực này á, nó chật chội trong khu dân cư đó. Thì hiện nay người ta mới đưa cái chợ ra ngoài này đó, rất là to vậy. Mặc dù hiện nay Hòa Phú nó trở thành một xã, một cái thôn của xã Xuân Cảnh rồi đó, nhưng mà chợ người ta vẫn xây dựng các bạn. Tuy nhiên ở Xuân Cảnh nó có một cái chợ, Xuân Cảnh chợ cũng khá là to đó. Nhưng mà hiện nay thì khu vực trên này thì từ đây đi xuống cái trung tâm của xã Xuân Cảnh nó tới cũng mấy cái số các bạn, nó khoảng 4 cái số, cho nên phải xây dựng một cái chợ này nữa. Thì mình đi cái khu, mình đi qua con đường này một đoạn này. Đây là cũng thuộc Hòa Phú các bạn đó, con đường này là cái con đường bê tông cũng ven cái khu vực đầm đó. Thì khu vực này nuôi tôm rất nhiều bạn, đây là
những cái hồ tôm bên kia người ta nuôi, người ta thả bạc các bạn, rất rất là nhiều hồ các bạn đó. Đây khu vực này toàn tôm không ạ. Mình chạy nhanh qua đoạn này nha. Đây đó. Đây các bạn thấy không, đây người ta rào lại đây, đây các bạn thấy không đó, những cái hồ tôm nuôi thả bạc, thấy không các bạn, thấy không? Quá trời luôn nha. Đầu tư nhiều, đầu tư cũng khá tiền lắm các bạn, để kiếm được cái đồng lợi nhuận từ tôm hiện nay thì đầu tư rất lớn các bạn, đầu tư phải từ mấy trăm triệu, mấy trăm triệu các bạn. Đây các bạn thấy không đó, cái khu vực đây là cái con đường dẫn ra cái khu vực là hồ tôm đó, nuôi tôm bạn. Giờ mình vòng lại nha, giờ mình vòng lại. Tiếp tục mình đi cái con đường bê tông này, đi vào trong xóm tiếp nha. Vào trong xóm, nãy giờ mình ra cái khu vực nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm đó. Giờ mình đi vào trong cái xóm khu vực này đó. Thì mình đi ngang cái chợ nãy mình nói đó. Đây, cái chợ đó các bạn thấy không, xây cũng khá là to các bạn đó. Giờ mình đi sâu vào cái xóm này các bạn xem. Phải nói là thôn Hòa Phú nó cũng khá là rộng bạn, nó khá rộng, khá dài đó. Đây đó. Cái xóm này, cái khu vực này các bạn, Hòa Phú này, cái xóm này phải nói là nó rất là tuyệt vời bạn, bởi vì nó ven cái con đầm này, và ở đây nó có vẻ là mình thấy nó mát, cho nên thôn Hòa Phú mà ở cái cánh phía bắc đó, thì nó không bằng cái cánh ở phía nam này các bạn. Cánh phía nam là cái khu vực này nè bạn. Ở đây nó nhìn thấy nó rất hay và nó thấy rất mát bạn. Và mình cứ đi thẳng con đường này thì mình xuống cái thôn Hòa Thạnh nha, một cái thôn nữa của Xuân Hòa trước đây, thôn Hòa Thạnh, và mình đi xuống cái khu resort bãi tràm quốc tế bạn. Đi theo con đường này cũng được, mà cũng có thể là đi theo con đường xuống Hòa An nữa các bạn. Đây. Thì có thể nói cái về vấn đề phong thủy á, thì bao giờ cái hướng mà nó hướng đổ về phía nam mà bao giờ nó cũng mát mẻ hơn ở hướng ở phía bắc các bạn. Cho nên cái thôn Hòa Phú nó cũng vậy, mình thấy là cái hướng cái khu vực ở phía bắc thì lại nó không bằng dưới này đâu. Mặc dù trên đó nó cũng đông dân cư nhưng mà nó khí hậu thấy nó không có hấp dẫn bằng dưới này có thể nó mát hơn. Cho nên hiện nay thì dọc đây á, mặc dù đất nó hẹp nhưng mà người ta cũng xây dựng nhà cửa nó rất là khang trang bạn, có những cái nhà ở đây người ta xây dựng rất rất đẹp bạn, có cả nhà biệt thự luôn nha, nhà biệt thự luôn. Rồi tới đây nước quá thì mình đi chậm qua cái chỗ nước này nha. Đây là như nước người ta hay là nước mưa mấy ngày nay không, nước mưa sao nó bị động nó chảy ra đường đây à. Thôn Phú nó chạy tít trong này luôn bạn, xuống này một đoạn đó nè à, xuống rồi tới chỗ này là nó thuộc cái thôn khác rồi nè. Cái đây là thuộc thôn khác rồi nè à, đây là cái ranh giới của thôn khác. Vậy thì mình sẽ vòng lên phía trên kia, mình qua một cái khu vực nữa của thôn Hòa Phú nha. Rồi mình rẽ vào, cũng là đường bê tông tiếp mà, mình rẽ lên cái khu vực thứ ba của thôn Hòa Phú à, nó còn cái khu vực này nữa bạn nè. Đi qua đoạn này à. Khu vực này thì phần nhiều thì nhà cửa các bạn thấy người ta làm, người ta hướng ra được cái đồng này hết rồi bạn, hướng ra đồng này nhìn ra đường quốc lộ 1D kia luôn à, cho nên hướng này là gọi là hướng nhìn lên, là hướng nhìn lên phía tây á, tây nam. Đây là cái chùa bạn, đây là chùa Hòa Phú đây à, chùa Hòa Phú đây, chùa Phước Phú ở đây các bạn đó. Rồi đường chỗ này nó bị động nước đó, nó không được sạch sẽ đó. Rồi. Đi nhanh ở đây các bạn, qua đây cái khu vực thứ ba của thôn Hòa Phú.
Đây, ở Hòa Phú mình nhìn thấy nó có mấy cái nhà to như này các bạn. Mấy cái nhà to như này nè. Nó gọi là nhà biệt thự á. À, khu vực ở trên này á thì nó cũng được chia đôi ra bởi cái đường liên thôn này, cái đường từ quốc lộ 1D đi xuống Hòa An là con đường này nha các bạn. Trước kia con đường này nó nhỏ nhưng hiện nay con đường này nó rất là to. À, các bạn thấy con đường này to rộng đây, à, các bạn thấy không? À, thì đây cũng là một cái khu vực đó, phía bên này nữa các bạn thấy không? Trường học này nó nằm ở dưới này luôn. Nói ở dưới này nhưng mà nó nằm ở phía trên nha. Phía trên này, khu đất ở trên này nó cao hơn các bạn. Đây, cái đi thẳng đây là xuống cái thôn Hòa An nha các bạn. Đó, Hòa Phú nó còn nằm lên tít trên này nữa các bạn đó. Rồi giờ mình vòng lại nha. Phía trên này thì hầu như là nhà cửa rất ít. Chủ yếu là cái xóm mà đây các bạn, cái xóm dưới như này nè, xóm này, bằng xóm này nhường, không biết có đường vào hay không. Okay. Xóm đó không biết là có đường bê tông hay không. À, các bạn thấy không, những cái nhà mới mọc lên rất là to, rất là đẹp, khang trang, các bạn thấy không. Đây còn làm nhà máy thái không nha, làm kiểu máy thái biệt thự rồi không. Thấy không? Đây, phía trước này nữa. À, thứ kia nữa các bạn, rồi mình để mình vô cái xóm này đây nó sẽ tới đâu. À, đi cho hết luôn mà chắc cái xóm này đi nó không tới nữa được. Thôi mình không vô cái xóm, cái chỗ đó là cái khu đó này chỉ có một số ít nhà thôi mà. À, mình quay ngược lại bạn xem đó, cái xóm đó này cũng có một số nhà rồi. À, đi lên đó này nó cũng rậm rậm đó. Vậy thì tóm lại tôi thấy mình thấy ở Hồ Phú này nó được chia ra thành ba khu vực các bạn, do đường đó. À, đây có một cái nhà quá to luôn, quá đẹp luôn các bạn, mới tinh luôn, còn đang hoàn tất đó. Vậy thì nhìn chung ở thôn Hồ Phú tôi thấy là nó được chia ra gồm ba cái khu vực khác nhau các bạn, bởi đường, một đường quốc lộ 1D nó chia đôi ra một khu vực cánh bắc, một khu vực phía nam. Rồi xuống khu vực phía nam thì nó lại chia đôi cái con đường này các bạn. Con đường này nó chia đôi ra làm hai phần. Đó. Và cái một phần nó nằm phía trên con đường này, một phần nằm dưới con đường này vào. Còn một phần nữa là cái con đường hồi nãy mình đi nữa, là con đường đi dọc cái bờ sông đó. Vậy. Rồi giờ mình đi đây, đi lên đến cái đường quốc lộ 1D rồi. Vậy thì có thể nói là cái sự thay đổi của thôn Hòa Phú thuộc xã Xuân Hòa trước kia và hiện nay là xã Xuân Cảnh á, phải nói là thay đổi rất là nhiều đời sống kinh tế vật chất ở đây, phải nói là ở đây rất là trù phú các bạn, đặc biệt là cái kinh tế nuôi trồng thủy sản á, nó mang lại một nguồn lợi rất lớn, làm giàu cho cái địa phương này các bạn, địa phương Hòa Phú cũng như là các cái thôn khác ở xã Xuân Cảnh. Vậy thì sau đây mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong những video mới tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.